chào bạn Ken nha. Các bạn ơi, nay bạn Ken có 3 con cá sấu luôn nè các bạn ơi. À, đây là con cá sấu mới nha. À, bây giờ bạn Ken sẽ bắt con cá sấu này lên cho chúng ta xem nha. Đây là con cá sấu, nó có đồ điều khiển nè các bạn ơi. Rồi, bạn Ken sẽ bấm nút điều khiển nha. Đó, rồi Ken đi thử bạn Ken ơi. Cá sấu nó nhảy nhạc nè các bạn ơi. Đó, nó đi đó, hay ghê chưa. Rồi, đi ra cá pha bây giờ hả. Đó, đó, bạn Ken bấm nó đi hoài luôn nè. Rồi, giao lưu lại bạn Ken ơi. À, rồi, nhảy nhạc đánh xinh luôn. Ờ, cái cháu cá sấu mà biết nhảy luôn ta ơi. Nó nhảy lên nhảy xuống á, đó không? Nó bước lên xong rồi nó bước xuống á. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở một cái máy bay tàu khiển cho chúng ta xem nha. Đây này các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có một cái máy bay tàu khiển nha. Đây, đây là một máy bay tàu khiển nè. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở cái máy bay tàu khiển cho chúng ta xem, rồi chúng ta bay thử nha. Bay thử coi máy bay này nó bay như thế nào đây. Wow, một máy bay tàu khiển màu đen. Đẹp ghê chưa. Wow, đồ điều khiển đâu ra. Đây, đồ điều khiển bên đây. Mở đầu đây. Rồi, mở đầu bên đây lấy đồ điều khiển ra. Đây là các bạn ơi, đây là bộ điều khiển của máy bay này nghe. Đây bây giờ mình bắt cái máy bay lên thử nha các bạn. Đây mình bắt điều khiển máy bay, mình cho máy bay bay thử nha. À vậy hả, phần game mở máy bay giùm ba đi. Rồi mở giùm ba đi, ba đi chuyển cho các bạn xem. Rồi bỏ xuống và nó cháy đèn lên nè. Rồi chuẩn bị xem nè nghe các bạn ơi. Rồi chuẩn bị đây. Wow. Đó, wow. Ê, chúng mày bay tới mai rồi đó. Đây, đây, máy bay tới mai này các bạn ơi, hay ghê chưa. Ủa, máy bay này bay thấp dữ rồi bạn Ken. Ê, dưới cây rồi. Bây giờ mình bấm bay thử cho các bạn xem nha. Đó, đây là nút nhẹ nè, rồi bật cái điện lên, bay lên. Wow. Mới dướng cái bụi cây. Ở máy bay này xài dưới đất không rồi ta, cái cánh bị hư rồi. Cái xăng này nó nhỏ các bạn ơi, không có bay được, không có bay được cao, mà cánh của nó bị gì rồi. Đây các bạn ơi, đây là cái máy bay nha, máy bay chuẩn bị cất cánh nha. Máy bay này máy bay đồ chơi nên là không có bay trên trời được, bay dưới đất không các bạn ơi. Rồi máy bay cất cánh lên nha. Uyên. Trời trời, máy bay không có bay nổi luôn các bạn ơi. Ủa nó bự mà. À, cái máy bay này nó bay không nổi luôn rồi.